có cái gì ở trên đây này, có cái vết gì ở trên đây này. Từ sau vụ tha thu của sếp Tùng thì ở đây đúng ông Tùng thật. Mọi người đang hỏi là làm sao để sao mình như sếp Tùng. Hôm nay mình sao lại cầm cái bút này, mình sẽ có một cái video hướng dẫn các bạn cách xăm hình giống như sếp Tùng. Đầu tiên là phần mềm tên là Ink Hunter. Cái cách hoạt động của ứng dụng này cực kỳ hay. Ví dụ như là bây giờ mình chọn hình bông hồng. Tuy nhiên thì đây là một ứng dụng thực tế ảo AR. Cách hoạt động của nó là sao? Để hoạt động được, để mà nó lên hình thì các bạn cần phải vẽ cho mình một cái khuôn gương mặt như thế này, trên cái bàn tay hoặc trên cầu hay là trên đầu, trên trán như sếp Tùng. Các bạn sẽ để cái camera điện thoại. Đó, trời ơi, hiện đại vãi rồi. Nó chỉ cần nhận ra được cái dấu hiệu kia, lập tức nó sẽ cho chúng ta hiển thị cái hình xăm lên. Và các bạn sẽ chụp một tấm hình xong. Như vậy là chúng ta đã có được hệ tha thu. Tuy nhiên thì tùy các kích thước, mình thấy một số cái to quá thì nó sẽ làm cho bị đưa ra tay. Và cái cách chúng ta căn camera phải làm sao cho phù hợp một chút nữa cơ. Đó, đấy, các bạn sẽ lựa chọn ra các cái hình xăm mà mình yêu thích. Thậm chí là ở đây ấy, chúng ta có thể chỉnh được filter, rồi độ đậm nhạt đủ các loại luôn. Nói chung là một ứng dụng cực kỳ chuyên nghiệp. Như vậy là đây là ứng dụng đầu tiên sử dụng công nghệ AR để chúng ta có thể làm cái tha mà thu, thu mà tha. Ngoài ra của cái này, mọi người có thể thêm được các cái hình mong muốn. Ví dụ mình muốn xăm hình Batman, mình có thể lên mạng tìm bất kỳ ảnh nào đó, mình cho vào, sau đó chúng ta có thể xăm được hình Batman là xong. Như vậy là người dùng sẽ chủ động hơn trong cái việc là lựa chọn ra nhiều mẫu hình xăm khác nhau. Và đây là video chia sẻ các bạn để làm sao chúng ta có thể thêm được cái tha thu giống như sếp Tùng. Và các bạn còn phần mềm nào hay hãy comment chia sẻ kiếm bên dưới. Hẹn lại các bạn trong các video lần sau. Thank you.